Nóng, chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam về tới nội bài sau kỳ tích World Cup. Thanh nhã, Trương Thị Kiều cùng các đồng đội tươi như hoa vẫy tay chào người hâm mộ. Chuyên cơ bay trực tiếp từ Việt Nam sang Ấn Độ để đưa đội tuyển nữ Việt Nam về nước đã hạ cánh tại sân bay nội bài. Tuyển nữ Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2023. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Vào khoảng 9 giờ 15 sáng ngày 10 tháng 2, chuyên cơ riêng đưa đội tuyển nữ về nước đã hạ cánh tại sân bay nội bài. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, sẽ chỉ có liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức đón tiếp tại sảnh VIP A. Đồng thời, tuyển nữ Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay và không phải thực hiện cách ly y tế. Trong buổi chiều cùng ngày, toàn đội sẽ tham dự họp báo tại trụ sở VFF. Chiều tối nay, ngày 10 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tại văn phòng chính phủ. Thủ tướng biểu dương và trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc tại ASEAN Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023. Đến ngày 11 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam tại trụ sở VFF và trao tặng tiền thưởng cho tập thể. Ngày 12 tháng 2, các thành viên tuyển nữ Việt Nam sẽ được trở về nhà để nghỉ ngơi và tham gia đình sau hơn 2 tháng luyện tập, thi đấu xa nhà.